thành vô lượng thành nguyện. Quyền hành phương tiện đi khắp mười phương, làm các công đức và pháp tàng của chư Phật rộng ráo, giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quang. Rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua, bỏ ngôi vị mà xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì hiện quận theo thế gian phạm đen sân định huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh nha. Người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đem pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lắm mau tam dục gột sạch câu huệ hiến bày đức thánh tình điều phục chúng sanh thuyết thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điện đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành hạ thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuần biến ra ca thành tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng bồ tát này cũng là như vậy đã không đạt tánh tướng của chúng sanh cũng dường chư phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền ca cần máu như ánh chớp phá tan lưới chấp toan vậy ràng buộc qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện khéo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sau thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tống trì tam muội vẫn trụ số trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng vào khoảnh khắc đi thăm cõi phần được biện tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiếng nói ca chúng sanh cai thì thật tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh gọi vời vạn vật tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu như lai hồ đề giống phật kiến không dừng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giang ngộ thuyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến phá hội lại có 500 vị thì khéo 7000 vị ưu bà tắc 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo duyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sanh tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả nan liền tự suy nghĩ
Ngày nay Đức Thế Tôn hiện sanh tướng nghiêm tịnh rạng rỡ uy nghi cõi nước Trang Nghiêm. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy thật là hy hữu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo bài hương quỳ gối chắp tay bành đứng phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật, Phật nhớ nhau Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật, vì lai này nhớ chư Phật hiện tại phương khác. Vì sao lại có oai thần hiếm diệu thù đạt như vậy? Cuối xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Bây giờ Đức Phật bảo Tôn giả mời hỏi điều ví diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông: Hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần, nhiều kiếp bố thí cũng dường các bậc A La Hán, bích chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuống đồng. Trong một thiên hạ vì sao vậy? Chứ thiên nhân loài và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà được độ thoát này? A Nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời, tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bờ thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm. Hiếm khi xuân hiện lời hỏi hôm nay của ông, lời in rất lớn A Nan nên biến đi chánh gia của Như Lai rất có suy lượng, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kim. Thân và các cánh không có sanh diệt, vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đã vô cùng tối thân tự tại với tất cả pháp. Ma Nàng hãy lắng nghe theo nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. Ứng cùng đàn tranh giác minh hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư Phật Thế Tôn đứng phần đo trụ thế hóa độ 42 kim. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp, bây giờ có vị sanh hoan hỷ lãnh ngộ liền phá tâm vô thường chân chánh, bèn cao ngôi vua theo phẩm xuất gia làm sa môn, hiệu là Phạm Tạng Tu Hành Bồ Tát, đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng. Định huệ tăng thường kiến cố văn động tu hành tinh tăng đến trước đinh phần đành lệ quỳ gối chắp tay tán thán phật đại thề nguyện nói kể rằng: Thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm
tùy loại hữu tình thấy thông yêu lại hay hiền sáng thân đẹp để tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa Phật âm đến vô biên cõi thuyền dương pháp giới định tinh thần thông đà vọng sâu pháp nhiên màu trí huệ rộng tình dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tham sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam muội như vô lượng phần đời quá thứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tấn ca sự khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật và sư cúng dưỡng hằng xa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh giá nguyện an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thân trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư định kiên cố tu xin vào thánh trí chứng biết cho dù cho thân nát trong càng khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi phần thứ năm chí tâm tịnh tâm pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch đức Phật rằng bạch đức Thế Tôn con nay tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường chân gian giữ nguyện làm Phật tâm được như Phật nguyện đứng Phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng xuống hào quang sáng chói tiếng tâm đủ cổ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi Phật khá có đường chẳng đứng Phật thế gian tự tại vương liền nói với phàm tăng rằng thí như có người lượng nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tính tấn công dương quyết sẽ được kinh qua vậy thì mà chẳng thành người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tự được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế người nên tự biết với việc thân tịnh coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch đứng Thế Tôn điều ấy qua sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu đường cuối xin đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nữa của chư Phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể niệm con
Phật thế gian từ tài vương tiếp rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mang còi nữa của 210 ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn năm bây giờ pháp tạng tỳ khéo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thượng thù thắng nơi cả cõi sâu đẹp hiện ra của trời người suy rường rộn rào. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tinh cần cầu tiếng kinh cần duy trì kiếp ở nơi 21 vô số cõi Phật công đức trang nghiêm rõ ràng thông số thanh một nước Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai thế từ tại vương cuối đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch đức Phật rằng bạn đứng thế tôn con đã thành từ viên mang hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật đứng Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng cùng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể ở cõi Phật đó phạm thứ sáu phán đại thế nguyện phán tàng bạch rằng bạch đứng thế tôn cuối xin đứng thế tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng bồ đề thành đàng chánh gia rồi coi nước của phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn không có ngạ quỷ súc sanh càng loài nếu có chúng sanh trong ba đường an cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành a nậu đa la tam miêu tam bồ đề không đoa lại ba đường ác đường được như vậy thân tướng sắc vàng rồng đủ 32 tướng tô đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trừ tất cả đồng một dung nhan nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác khi con thành phật ta chúng sanh sanh về cõi con biết rõ thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác khi con thành phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật nếu không như vậy thề không thành chánh giác khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc nếu không đi khắp trăm ngàn vạn cõi Phật đề cúng dường thể không thành chánh giác khi con thành Phật nếu có chúng sanh
sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình. Nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác. Khi con thành và có quang minh vô lượng chiêu tâm mười phương chư Phật gấp ngàn vàng ứng lần ảnh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tinh đêm nếu biết được số lượng ấy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới nếu không khen ngợi tên con nói công đức quốc độ của con thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thì không thành chánh giác ngoại trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp. Khi con thành Phật chúng sanh cấm mười phương nghe danh hiệu con phát tâm bồ đề tu các công hạnh hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghĩ đến con ngày đêm không dứt đến khi mạng chung con cùng thánh chúng bồ tát liền đến tiên đón khoảnh khắc sanh về cõi con được bất thôi chuyển. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành và chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nương con phá tâm bồ đề kiên cố không thôi lui trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc đều được mọi ý. Nếu có an nghiêm đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con mạng chung không lãng vào ba đường ác. Liền sanh về nước con nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm bồ đề chánh kiến nữ thân mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Các loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái mạng đem tâm thanh tịnh tu hành bồ tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính.
không được như vậy, thề không cầm chánh giác. Khi con thành Phật nữa, con không có tên ba đường, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiệm não tâm được mất men. Thường thọ an là như tỳ kheo lầu tầng, nếu con khơi đưa niềm tham đắm thân sao, thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thân tựu hết thay trí huệ biển tài không cùng tầng. Rộng nói các pháp bị hiểu, giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Tát, trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Khuyến phát tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ hiền quý sanh vào thế giới khác hành lìa á thu hoặc tích tuệ pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con, nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng và trong coi nữa, con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói, hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết, dù có nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp. Về hình sắc hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nữa con, cao trăm ngàn gió tuôn cây làm đạo càng cao, bốn trăm vạn dặm các bậc Bồ Tát trung phân cùng có thể biến rõ, nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật. Tuy ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật gọi nữa rộng rãi nghiêm tình sáng chói, như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tổng dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lò cá ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm, sông khắp mười phương thế giới chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát, phố đăng tam mùi các môn tổng trì vào tam
Phật tuy ở trong đình, thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật, Phật không mong đình y. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe dành con rồi chứng ly sanh pháp được các môn Đà La Ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhận nơi Phật pháp mà không chứng được bẩm thôi chuyển thể không thành chánh giác. Phẩm thứ bảy khuya thành chánh giác này á nan, bây giờ thì khe pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài cũng con làm nguyện hơn đời tất đến đạo vô thượng miệng này nếu không toài thề không thành chánh giác lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng co kiện ca quần sanh kia đêm dài không ưu não phá sanh ca căn lành thành tựu quả bồ đề. Con nêu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đứa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đem tâm đại bi lời ích ca quan sanh ly dùng sau thiền định tình huệ thu phàm mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại cứ gọi ca ánh nạn dính sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an cai sáng mắt trí huệ chứng được thân quang minh đông hết ba đường ác mở rộng các cửa lành vì chúng khai tàng pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm ca thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi thuyết pháp xưa từ hồng rộng độ các hữu tình viên mạng lời pháp nguyên tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tự đời thiên phải chân động ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi mặt đất chân động sáu cách hoa trời rơi khắp mâm nhà tự rồi không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác. Phẩm thứ tám cách công lụy đến này a nan phan tàng tỳ kheo ở trước như lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thế nguyện này rồi an trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kiến lập vinh viễn tuyệt không hư hoài không miên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá tư đã thu căn lành hành hành tình tình xa lìa luôn nhối chừng để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh chi nguyện không mọi thanh từ các nhận đối với ưu tình nói lời từ ai vui về hòa diệu khuyên dù kích
kính lệ cùng kính Tam Bảo phụng sự sự trương. Không giả dối đền nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mật quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiễm nếu có quân thành sớm là quyên thuộc căn bảo không sanh tham trước hành hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn tiền định trí huệ sáu ba la mật giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng kho báu hoặc làm trương giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thành vương hoàng làm vua trời cõi lục dục cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng gián đoạn nhưng công đáng như vậy chẳng thể kể hết hiện thường có hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới phàm sanh ra chỗ nào sẵn thương cũng đoan im đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nè đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô tận tận cá đồ cần dùng đẹp để coi thường để lời lạc hữu tình do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đã phòng thứ chín thanh cơ viên mạng này nam phạm tàng tỳ kheo tu hành bồ tát thích công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà đưa tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thệ thanh cơ viên mạng như thần an trụ phụ thúc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá nàng nghe đức Phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đức thế tôn phàm tạng bồ tát chứng mô đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới cảm đức thế tôn nói đức Phật như lai kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiện ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc phàm tạng thành phần hiểu là A Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp hiện đàn thuyết pháp có vô lượng vô số chung Bồ Tát thanh văn cũng kính vậy quanh phẩm thứ mười điều nguyện làm Phật lúc Đức Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát viên mãn hành nguyện rồi A Xa Vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dân hoa xong ngồi về một phía họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành phần đều như Đức Phật A Di Đà đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng
cúng dường. Bốn trăm ưng đứng Phật thời Phật Ca Diếp Họ là đệ tử ta, nay lại đến cúng dường Ta Ca Tỳ Kheo. Nghe đứng Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước im tinh này, nam cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt, không có chân từ khổ nạn khu mà nào cũng không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi, không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai công đã sỏi núi kia phi núi tu gì đất đa núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tinh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa phật bạch đừng thế tôn mèo cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này á na trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn giả a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn được đức phật hỏi quả bao thân ông bất khả tư nghị nghiệp bao chúng sanh cũng bất khả tư nghị căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị thánh lực chư phật thế giới chư phật cũng bất khả tư nghị đặng được chúng sanh công đức thiện lực trụ hành nghiệp địa và thần lực chư phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả A Nan thưa bạch đức thế tôn, nghiệp nhân và quả báo không thể nghi bàn được, đối với pháp này tờ con không hoài nghi, nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này. Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này á na, ngoài thần và quang minh của Phật A Di Đà thôi tôn đệ nhất quang minh của chư Phật khác không sánh kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi Phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy, hào quang đánh đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi Phật hoặc trăm ngàn coi Phật chỉ có hào quang đứng Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần về bốn miền công đức đời chưa cầu đạo có lớn nhỏ công đồng nên khi thành Phật tự có hạn lượng quang minh đơn Phật A Di Đà sáng chói gấp bội trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang Phật vô biên quang Phật vô ngại quang Phật vô đẳng quang Phật trí huệ quang Phật thường chiếu quang Phật thân tịnh quang Phật hoan hỷ quang Phật giải thoát quang Phật an ổn quang Phật siêu nhật nguyệt
quang Phật bất tự nghị quang. Quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh, nào gặp được quang minh này thì tội tiêu diệt điều lành phá sanh tâm ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực. Thấy được quang minh này liền được dừng khổ mãn chúng, được giải thoát chúng sanh, nào nghe được quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được tránh về cực lạc. Phẩm mười ba có mang đại chúng vô thượng này á nan đức Phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được, lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bậc nhân, trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới và sự chúng sanh trong mười phương. Tất cả đều chứng qua duyên giác, mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đến được, ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần tăng văn trong phần hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi, rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả, chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị, một kiện liên tay còn biết được số lượng, còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy, không thể lấy toán số thì dù mà biết được. Phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cần là có nhiều cây bao, có cây thuần bằng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ quắp mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa báu mà thành, hoàng do hai ba cho đến bảy báu xen nhau hiềm thành gông thân cành, do báu bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm càng thủy tinh làm ngon hô pháp làm lan mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả, lại có cánh cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân càng lá hoa quả, mỗi bao có hàng hàng khác nhau hàng hàng thẳng nhau thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rực rỡ tươi đẹp không thể tả xiết, khi gió lay động phá ca âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương. Phẩm mười lăm bồ đề đào tràng cây bồ đề nơi đào tràng cao bốn vàng dặm chu vi rộng năm ngàn do tuần cành lá môn phía hai mươi vàng dặm cho các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sâm sê chói sáng cùng khắp, lại có cả ngọc mai
thanh chuỗi trang hoàng, các cột báu vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi, lưỡi võng trân diệu trăm ngàn vàng sắc dần mắt trên không vô lượng tia sáng. Vàng chiếu lẫn nhau rắn vi diệu tân ca trang nghiêm tùy hiện nên gió nhẹ thôi đến lay đồng cành lá phát ra vô lượng âm thanh diệu phạm vang khắp ma càng còi phật âm thanh du dương hòa nhà tối tăng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề, nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng, nghĩ đến công đức của cây thì sao tăng thanh tình không có náo loạn trụ vào bấm coi chuyển cho đến khi thành phần. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, là vô sanh pháp nhẫn này à nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh coi phật ấy làm cảm phật sự như vậy, là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cơ căn của phật vô lượng thọ vậy. Phẩm mười sáu nhà cửa lầu châu ma ni nghiêng sơ sơn sáng chói không mì được cung điện của bồ tát cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tụng thọ kinh kinh hành những vị tư và tòa tiền là bậc đã chứng tu đà hoàn. Từ đà hàm a na hàm hoặc a la hán vị chưa chứng